Hello cho anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo thôi em ơi. Thì lại tôi đây, hiện nay lại tiếp tục quay trở lại với con thiên đường trò chơi thôi em ơi. Ở trong con thiên đường trò chơi này thì có đa dạng rất nhiều các thể loại, các tựa game anh em vào tham gia kiếm cơm gạo với tôi cực kỳ ngon. Đội chiến thì có các thể loại game bài nhá. Tiến đi miền Nam Blackjack này rất nhiều em ạ. Điện tử đi có tài xỉu mở 5, tài xỉu 15 giây, cực phẩm vi xe, vi cầm tổng thú, sóc đĩa, bầu cua, bà gà có hết anh em ạ. Quay hũ cũng có luôn anh em này, cực kỳ là ngon luôn anh em ơi. Online các thứ có luôn, game thì không thiếu gì anh em ạ. Nay thì mình quay trở lại với con tài xỉu nổ hũ đi anh em ơi. Vào bên con tài xỉu nổ hũ phát anh em ạ. Em cơm gạo cùng em luôn thì còn gì nữa. Đường link game mà anh em chưa biết tải đâu ấy, thì em kéo phần mô tả video nhé. Ở đấy mình có gắn gọi là sẵn đường link rồi, anh em chỉ việc bấm mở, anh em tải về là có thể vào tham gia kiếm cơm gạo được rồi anh em ạ. Ok em này. Nè, xoay cầu xoay kèo phán luôn tay đầu tiên anh em ạ. 421 à. Số 7 à. Ok con 7 này thì pem con tài đi em ơi. Làm mẹ tài hai củ tay đầu anh em nhé. Ok luôn em này. Phương pháp thì đảm bảo anh em là cực kỳ ok, hiệu quả luôn anh em nhé. Anh em xem video thì nhớ nhá, phải bấm like, bấm đăng ký kênh cho tôi nhá, để gọi là tạo cái động lực cho tôi làm video hàng ngày anh em ạ. Ok chưa, còn 10 giây em này. Phát anh em ơi. 62. Ui. À. Nặn 62 tưởng con 3 mới con 4 rồi anh em ạ. Thế nào nó ra con 1 anh em ơi, bực hết cả mình anh em ơi. Lẫn thật anh em ạ. Ok không sao, thì tiếp tục phá đi em ơi. Tay này thì phá con tài 3 củ của tôi nhá. Thoải mái luôn anh em ạ, yên tâm đi. Phương pháp ok luôn anh em. Ok em này, còn 10 giây em ơi. Để mở bát phát anh em nhá. Năm hai rồi, 552 bú luôn anh em ạ, được luôn anh em, ok luôn, quá hay anh em ạ. Ok thì tiếp tục phang rồi nhỉ, con này thì bú tiếp con xỉu của tôi em nhé. Làm con xỉu hai củ ba anh em này. Qua thì mình có đọc được một comment của anh em có hỏi tôi rằng là em sinh viên thì có ra kiếm cơm gạo không, thì xin trả lời anh em là có em nhé, thoải mái luôn, vì con này min rút của nó chỉ có 100k mà thôi, mà khi mình tạo tài khoản sẽ được tặng cốt tân thủ từ 10k đến 88k em ạ, rất là ngon luôn anh em, rất ưu ái cho anh em học sinh sinh viên rồi gì nữa. Anh em cứ thoải mái thôi, vào phang kiếm cơm gạo anh em ạ. 65 rồi anh em. 65 mày nặng gì nữa anh em ơi. 456 anh em ạ. Tài 15 luôn à. Ok thì không sao, mình cứ phang thoải mái đi em nhé. Cứ thoải mái phang căng luôn anh em ạ.
Ok luôn này, còn có gọi là 20 giây đúng không anh em? Để mở bát phát anh em nhé. Ok chưa, mở bát thôi anh em ơi. Một không có lại 14 rồi, đang bảo không có 6 anh em ơi, nó là ra 6 thật anh em ạ. Ôi ok đây thì mình phá ngặt cái này, 4 xỉu 15 củ thôi anh em ơi, làm tay này căng luôn anh em ạ. Phải gọi là hết nước luôn nữa anh em. Phương pháp của tôi thì anh em thấy nào, ok không? Hiệu quả thì bấm like anh em ơi. Ok chưa anh em này, nốt tay này em mình nghỉ em nhá. Nốt tay này nghỉ làm vừa anh em ạ. Còn ngày mai thì mình lại tiếp tục mình làm phương pháp mình gửi cho anh em, giúp đỡ anh em để có thể anh em mình trải nghiệm kiếm cơm gạo và tăng cái tỷ lệ chiến thắng của bản thân đúng không anh em? Ok mở bát nào. Rồi bú luôn em ạ, thấy cộng rồi em ạ, 113 ok luôn. Thì clip thì cũng đã khá là dài rồi em ơi, thì mình cũng xuống clip đây thôi nhé. Thì hẹn gặp anh em ở những cái clip sau nhé. Xin chào tất cả anh em nhé, bye bye tất cả anh em nhé, bye bye.